được chưa? Mẹ già rồi, đứng lên rồi hoạt động đi. Ngồi nhiều trí đấy. Ngày mẹ đau ba làm, suốt ngày phải làm việc nhà, chồng con như con ma. Chân trâu cấy nước, cuốc cày, việc gì cũng đến tay. Ngồi đây kêu ca mà làm gì, chỉ bằng xử đẹp con sắm đi. Ngày mai dỗ cha bọn nó về. Ok con về. Sắp đến ngày dỗ cha con hãy liệu hồn mà về nhà. Bao lâu nay không thấy bóng dáng, có phải con đã quên em và gì rồi? Con đã về rồi này gì, vua cho cân xoài và một thùng mì. Đồ vua cho chắc ăn ngon lắm. Thế bây giờ con phải làm gì? Hai đứa bay đi ra sân, một người trèo lên cây cao. Chị Tâm lên xem chung nào đẹp thì vặt về đem dâng cha. Ok em. Con đứa nó làm gì mày mang cho mẹ con ra ra đây? Yeah baby, yeah baby. Giờ thì con gái ta là số 1, vào cùng sống sao cho đúng với đẳng cấp của giới quý tộc. Con hãy nhớ con là hoàng hậu. I need you, I want you. Làm gì mà mau thế? Yeah baby, yeah baby. Vào lúc sáng sớm mai giờ canh dậu, nhìn về phía nam chàng sẽ thấy vàng. Anh đang lưu lo người đó là thiếp hoa thân về gặp chàng. Oh my god, ok. Vâng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Lên nóc nhà bắt gà, mày bên này, con này bên này. Lên nóc nhà bắt gà, lên anh em ơi. Vua suốt ngày chơi gà, chẳng chơi mình toàn chơi gà. Cam không bằng con gà. Giỏi lắm cái con gà này. Ăn cơm thịt gà, ăn luôn ăn luôn. Ngon không vua ơi, ăn nhiều vào. Ngon ghê ngon ghê. Ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào. Ăn đi ăn đi, ăn ào ào. Ăn đi ăn đi. Suốt từ buổi sáng chẳng có lấy bóng người đi qua. Sao có gì đó lạ lạ, ở cái cây này nó mọc từ đâu ra? Có mỗi một trái trên cây, không biết thần linh hay là ma. Thị ơi thị rớt bị bà, ba đê ba hít chứ bà không ăn. Chú biết không, dạo này nhà tôi như có thêm ai. Bát đũa chăn màn gọn gàng, rồi nhà sạch sẽ tinh tươm. Chắc chắn là có kẻ cắp, giờ cháu cùng bác về đó xem sao. Yes baby. Bà đi luôn. Ok luôn, đi bên kia. Trời thương đã bắt